Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo, số điện thoại liên hệ là 0346 837 277. Địa chỉ của nhà vườn có hai cơ sở. Cơ sở 1 là ở thôn Lam Sơn, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ sở 2 đó là ở thôn 3, làng Chanh, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Và ngày hôm nay thì em gái lên cái video này không nhằm mục đích bán hàng, mà để chia sẻ cái kinh nghiệm. Vì em nghĩ rằng là cái kinh nghiệm này là hết sức là cần thiết cho mọi người trong mùa này, đặc biệt là cái mùa mà cây đang vào cái độ đóng nụ. Thực ra là mùa này thì nụ nó đã đóng, có cây thì nó đã đóng to rồi, nhưng có cây thì nó cũng mới đóng. Thì trước khi mà đi vào chia sẻ thì em cũng muốn tâm sự với cả nhà một điều là như thế này. Bất kể một cây nào khi mà chúng ta chăm sóc hay bất kể một cái gì cũng vậy, bắt buộc là phải có phân thuốc thì nó mới phát triển được. Tuy nhiên là chúng ta sử dụng phân thuốc như thế nào thì đúng, thì ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với cả nhà mình. Và thường thì vườn hoa Tam Đảo là sẽ chia sẻ rất là đúng thời điểm. Các bác hãy ấn đăng ký kênh Vườn Hoa Tam Đảo để mà theo dõi, cũng như là để được biết là thời điểm nào các bác cho ăn phân gì, để từ đó là các bác sẽ không phải mất tiền oan. Mất tiền oan ở đây là sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các bác mua quá nhiều loại phân thuốc, sau đó là dẫn tới tình trạng là các bác phun tùm lum lên, dẫn đến một điều đó là cái cây nó bị chai thuốc, chai lì thuốc và nó không thể nào nó lên được cây cả. Đó, cái thứ hai nữa đó là thuốc không đúng, nó cũng sẽ dẫn tới tình trạng đó là làm hỏng cái cây, đúng không ạ? Thế nên là các bác hãy ấn đăng ký kênh Vườn Hoa Tam Đảo. Và em nghĩ rằng là tất cả các nhà vườn hiện nay ấy, rất ít nhà vườn thiên về cái hướng chia sẻ cách chăm sóc, mà đa phần là người ta sẽ thiên về là chia sẻ bán hàng. Thì em nghĩ rằng là kênh Vườn Hoa Tam Đảo sẽ làm được điều đó để giúp các bác. Em thì không phải là chuyên gia về thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng mà ở vườn là cứ dùng loại nào em cảm thấy tốt, cảm thấy hợp, cảm thấy cây của em ở vườn nó phát triển tốt là em tư vấn cho các bác. Và em sử dụng chính những cái loại thuốc đấy. Đây các bác này, trên tay em đang cầm là vỏ thuốc này. Chính những cái loại thuốc đấy để em chăm sóc cho cả một vườn trà của em như thế này. Nó rất là nhàn, thì không có lý do gì mà các bác một vài cây các bác lại không chăm sóc được, đúng không ạ? Thì đó là một vài điều mà em chia sẻ. Và cái điều thứ hai nữa đó là tất cả những cái điều em chia sẻ nó là kinh nghiệm cá nhân, các bác có thể nghe hoặc không nghe. Chứ em cũng mong rằng là các bác tôn trọng em, bởi vì em chia sẻ cho các bác những cái điều này em hoàn toàn là không lấy phí, không lấy phí, không lấy một cái gì cả. Thế thì em cũng nhận lại được rất là những cái nhiều cái lời tiêu cực là mày quay lên để bán thuốc. Em bán thuốc đấy, nhưng mà là thuốc có ích cho cây của các bác, chứ không phải là các bác chạy ra một cái quầy bảo vệ thực vật hay là đi hỏi nhà nọ nhà kia, trong khi là nhà người ta cũng có sử dụng cái thuốc đấy đâu để mà người ta tư vấn cho các bác. Thì lúc đấy các bác mới là những cái người mà mất tiền oan, thì những cái người đấy các bác mới nói được chứ. Chứ bây giờ nói em vừa chia sẻ cho các bác chẳng được một tí công lao nào, đúng không ạ? Chẳng được một lời cảm ơn, lại bị các bác chỉ trích như vậy, nó rất là buồn. Tất nhiên rằng là xã hội thì có người nọ người kia thôi, em chả quan trọng. Thế nhưng mà em cũng nói ở đây nó là cái nỗi lòng của nhà vườn làm dâu chăm họ. Em chỉ muốn là tâm sự với các bác một chút. Và đây cũng có rất là nhiều bác nhắn tin hỏi em rằng là Duyên ơi, tại sao nhà cháu chăm một cái cây mà lộc nó vừa đi mà nó vẫn đóng nụ được, trong khi cây của chú lộc nó cũng chẳng lên được, mà nụ nó cũng chẳng tòi ra. Thì ngày hôm nay em sẽ giải đáp từng câu hỏi một nhá. Câu hỏi đầu tiên là tại sao cây không lên được lộc và không làm được nụ, và nhà vườn sử dụng những loại phân thuốc nào? Thì ngày hôm nay trong video này là em chia sẻ cho các bác tất tần tật luôn nhá. Cái điều đầu tiên đó là tại sao cây không bật được lộc. Cây không bật được lộc thì sẽ có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất liên quan đến bộ rễ, yếu tố thứ hai liên quan đến nguồn nước. Thì yếu tố thứ nhất liên quan đến bộ rễ thì nó rất là đơn giản thôi. Các bác bổ sung thêm thuốc kích rễ. Bắt buộc phải dùng thuốc nha các bác nhá. Thuốc kích rễ hoặc là bổ sung thêm phân. Phân ở đây thì các bác tuyệt đối là gần đây có rất là nhiều bác sử dụng phân gà. Thì phân gà nó sẽ không làm chết cây luôn, mà nó sẽ làm yếu bộ rễ và sót dần dần dần. Vốn dĩ phân gà nó là cái dòng rất là mặn. Đó, phân gà phân chim nó là cái dòng rất là mặn. Thế nên là các bác tuyệt đối không được sử dụng phân gà. Cái thứ hai nữa là các bác sử dụng, em bị ngắt quãng thì em sẽ lồng ghép vào sau nha các bác nhá. Thì các bác có thể sử dụng phân bò. Và khi mà chúng ta chơi cây cảnh ấy thì các bác phải đầu tư nhá. Đầu tư ở đây là cái gì? Nó không phải là cái gì đó gọi là quá đáng, nó nhiều tiền cả.
mà các bác đầu tư cho em là: một là phân chùn quế. Phân chùn quế thì nhà vườn có chia sẻ. Hai là những cái loại GE, GE Nha Đam thì em cũng có chia sẻ là 90.000 một lít. 90.000 một lít nha các bác nhá. Thì tiền ship nó cũng chỉ mất có 25.000 thôi. Thì các bác có thể mua về. Cái số tiền nó rất là nhỏ. Một lít đó các bác phun được rất là nhiều luôn. Cái này em có bán kèm. Đó, thì những cái loại đấy thì cái thứ nhất là các bác chẳng phải sử dụng gì nhiều phân thuốc, đúng không ạ? Liên quan đến vấn đề đầu tiên là bộ rễ, đúng không? Liên quan đến vấn đề thứ hai thì vấn đề bộ rễ đã được giải quyết. Đó là các bác sử dụng thêm những cái dinh dưỡng cho cây là ok. Và nếu như bác nào mà còn thắc mắc thì có thể nhắn tin cho em vào trong Zalo là 0346 837 277, em sẽ tư vấn rõ hơn. Nếu như mà em mà chưa tư vấn, nếu như mà em mà chưa trả lời tin nhắn kịp ấy, thì các bác gọi, các bác nhắn trực tiếp cho em, sau đó là em sẽ ghi âm, em gửi lại cho các bác để các bác nghe cho nó rõ. Liên quan đến vấn đề thứ hai đó là nguồn nước. Nguồn nước thì các bác tưới nhiều quá cũng không tốt, mà tưới ít quá cũng không tốt. Thì như thế nào là nhiều quá? Thực ra là các bác hay để ý đến cái vấn đề là tưới như thế nào là nhiều và tưới như thế nào là ít. Chứ thực ra nhá, tại vì là các bác mắc một cái bệnh ở đây, là ai cũng vậy, cũng mắc một cái bệnh đó là không biết như thế nào là nhiều là ít. Và lại lo, lo là tưới như thế này không biết đủ chưa, thế định tưới thêm một tí lại sợ, hay là định rút đi một tí cũng lại sợ. Thì ở đây cái vấn đề là các bác đặt nặng cái vấn đề tưới tiêu quá. Ở đây nhá, các bác tưới bao nhiêu cũng được, tưới thỏa sức luôn cho em cũng được, nhưng với điều kiện là cái chậu của các bác phải thoát nước tốt. Các bác cảm giác như mua được một cái cây trà ấy, mình cứ xem nó như là một cái con cưng ấy, thành ra là mình chẳng dám tưới nhiều, tưới ít quá cũng chẳng dám, thành ra là chăm nó mình chẳng biết như thế nào cho nó vừa. Đấy là cái bệnh mà các bác hay mắc phải. Mắc phải đó là quá lo lắng cho một cái cây. Ôi xạ dẹp nó đi các bác, kệ nó đi, tự sinh tự diệt mà. Đôi khi các bác chăm chút quá ấy, nó lại thành là nó yếu đấy. Bây giờ cứ bật cái vòi nước lên, ui sẽ tưới ít thì chiều ta thấy khô ta tưới thêm, đúng không ạ? Thế mà tưới nhiều quá thì chiều ta thấy ẩm ẩm rồi thì ta cũng phun qua mặt lá thôi. Đấy, cứ cái khái niệm đấy cho em mà các bác phun nhá. Thì cái cây của các bác lúc nào nó cũng sẽ khỏe. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là lúc mà nó thiếu nước thì nó được bù nước luôn. Lúc mà nó thừa nước ấy thì nó cũng đã được ngắt rồi, đúng không? Chứ tuyệt đối là các bác đừng quan trọng hóa quá vấn đề. Xong vấn đề là cây không bật chồi rồi, đúng không ạ? Và ngoài ra thì cái vấn đề không bật được chồi thì nhà vườn cũng có một cái giải pháp nó hết sức là đảm bảo. Đó là cái siêu bật chồi này. Thì cái siêu bật chồi này nó cũng sẽ giải đáp luôn cho cái vấn đề là tại sao cây của nhà vườn nó luôn luôn có một cái màu xanh rất là tốt như thế này. Mà về nhà các bác ấy, lá là nó cứ mái đi. Đấy, cái màu xanh tốt nó khác với cái việc là lá nó mái đi nha các bác. Đây các bác có thể thấy này. Thì các bác sử dụng cho em cái dòng siêu bật chồi. Và vấn đề dễ là chúng ta cũng sử dụng thêm cái thuốc này cho em. Và các bác lưu ý nha, đây là toàn bộ là vỏ thuốc em phun rồi. Và sau đó là em quay cho các bác. Cái này là hoàn toàn là sinh học nhá, hoàn toàn là sinh học nên là các bác sờ thoải mái. Và đây này, cái vỏ thuốc này thì em cũng đã xé sẵn ra rồi. Nhưng đây các bác nhìn này, nó là vỏ giấy nha các bác nhá. Vỏ giấy, giấy ép nylon nhá. Nên là nó rất là đảm bảo, rất là an toàn. Nó là gì ạ? Nó là chế phẩm sinh học. Đâu rồi nhỉ? Cái chữ chế phẩm sinh học đâu ấy? Đại thể là cái dòng này này, nó là chế phẩm sinh học. Và cái dòng này nhá, nó cũng rất là tốt trong cái việc là hỗ trợ cho cái việc là xoăn đầu lá. Đây này, em cho các bác xem cái hiện tượng là xoăn đầu lá. Xoăn đầu lá nó là như thế nào nhỉ? Em sẽ tìm một cái. Thực ra là vườn em chả có cái nào để mà làm ví dụ cho các bác, nhưng mà các bác cứ hiểu rằng là cái đầu lá nó bị khô lại. Đó, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó nhá. Đấy, nó sẽ giúp chồi phát triển mạnh hơn, dày lá hơn, mỡ lá hơn và mập mạp hơn. Hồi cây sau khi yếu cây nhá. Đấy, hồi cây sau khi cây bị yếu. Đó là những cái vấn đề rất là lái luôn. Thì các bác sẽ nhắn tin cho em sẽ tư vấn kỹ hơn. Và giải đáp cho các bác vấn đề thứ hai đó là cây không bật được nụ. Là sao ạ? Là vì hai nguyên nhân, nó không hình thành chồi nụ. Thì làm sao mà nó lên được nụ, đúng không ạ? Không hình thành được chồi nụ là như thế nào? Là đây nhá, một cái cành già, đúng không ạ? Em lấy ví dụ là một cái cành già như thế này đi, cái đoạn dưới này, đúng không? Một cái cành già, đây đây nó sẽ là cái cành già này. Cành này thì cũng đóng nụ rồi. Nó là một cái cành già thì không thể nào mà nó bật được nụ cả. Thì các bác sử dụng ngay cho em là siêu tạo mầm hoa này. Tạo mầm hoa chứ không phải là tạo hoa nha các bác nhá. Đấy, em thì
nói chung là em nói nó không có kịch bản gì cả, bởi vì là chăm cây như thế nào, biểu hiện cây ra sao, đạt kết quả như thế nào là em chia sẻ cho các bác thôi. Và cái điều này ấy, cái gói thuốc này nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề. Thì cái này nó sẽ là siêu tạo mầm hoa. Mầm hoa ở đây là gì ạ? Thì đây nhá, đây nó được xem là mầm hoa này các bác này. Có nghĩa rằng là cái mầm non này nó sẽ hình thành các sắc tố hoa, sau đó là nó già lá nó mới hình thành được các sắc tố hoa và nó đánh thức những cái mắt ngủ. Đây nó sẽ là những cái mắt ngủ của cây này các bác này. Đây đây, ví dụ như những cái mắt này. Những cái mắt này các bác có nhìn thấy không? Đây nó sẽ là cái mắt ngủ của cây nhá. Cái này nó sẽ là cái mắt ngủ của cây. Thì nó sẽ đánh thức cái mắt đấy lên và nó sẽ bật lên thành cái lọc như thế này. Từ cái lọc này nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà hình thành và nó thúc đẩy nhanh cái quá trình mà tạo lá, tạo già lá. Đây, lá nó già như thế này, nó bánh tẻ như thế này thì nó sẽ đóng nụ đây các bác có thể thấy này. Đó, nó sẽ đóng nụ và từ đó là nó hình thành lên là cái mầm hoa đấy nhá. Sau đó cái mầm này già đúng không ạ? Cái mầm này già thì nó sẽ phân hóa thành nụ hoa. Chứ còn để mà nói rằng đây, ngay như cái mầm này nhá, mầm này là mầm già này các bác này, nó sẽ không lên được nụ hoa đâu. Đấy, thì những cái điều em Duyên chia sẻ là các bác cứ hiểu nó nôm la là cái gói này nó sẽ giúp các bác là tạo được mầm hoa và sai hoa. Và còn một điều nữa đó là cái cây ấy, từ cái gói thuốc này nó sẽ giúp cái cây của chúng ta nó ra được rất nhiều đợt hoa. Đáng tuổi ra nó sẽ chỉ ra, nếu như để tự nhiên nó sẽ chỉ ra được 2 đợt hoa thôi. Nhưng khi có sự hỗ trợ của gói này vào, nó sẽ ra được rất nhiều đợt hoa, có thể là 3-4 đợt hoa và cái thời gian hoa của chúng ta nó sẽ kéo dài hơn. Ngoài ra cái thuốc này này, cái thuốc này nhá, cái thuốc này nó còn có một cái công dụng đặc biệt khi mà các bác kết hợp với cái gói này. Đó, là giúp cho cái cây nó, hiện tượng của nó là đang như thế này nha các bác nhá. Hiện tượng của nó là sẽ giúp cho cái cây là vừa đóng nụ vừa bật chồi, dẫn đến tình trạng là cái cây của chúng ta nó không bị suy sức, suy cây. Đó, mà nó cũng không bị dư chất, nó ăn đầy đủ thôi. Đây này các bác này, cái nào tạo nụ thì nó cứ tạo nụ, cái nào tạo lộc nó cứ tạo lộc, và cái nào nụ nó phát triển nó cứ xanh đét mơn mởn lá như thế này thì ai chả thích đúng không ạ? Đó, thì các bác sưu tầm ngay cho em một bộ là gồm rễ này, siêu tạo mầm hoa và siêu bật chồi. Những cái dòng này thì là em Duyên đã dùng cho cả vườn trà của mình rồi, nên là các bác không phải lo lắng gì. Đây, em sẽ lấy ví dụ luôn cái cây thâm hồng bát diện này. Đây các bác thấy không? Lọc nó lên đẹp chưa? Và bắt đầu là đóng nụ nha các bác nhá. Bắt đầu đóng nụ này, đây. Đó, em Duyên nói là phải có dẫn chứng rõ ràng. Và tính em rất thẳng tính, làm được thì mới nói. Và nói được là phải làm được, chứ không phải là nói để cho xong. Vườn ba cái cây lèo tèo xong rồi lên để chia sẻ phân thuốc, nó chả có ý nghĩa gì cả các bác ạ. Đúng không ạ? Mình phải có dẫn chứng rõ ràng, mình phải chăm được cái cây nó đẹp thì mình mới nói mới có người nghe, đúng không ạ? Chứ bây giờ các bác tìm hiểu ở trên mạng thì em nói thật là người ta câu view, câu like rất rất nhiều. Người ta đăng lên lấy lại thông tin của những người khác để mà người ta đăng lên rồi để câu view, câu like. Đấy nó là cái điều mà các bác đang giết chính mình, bởi vì nguồn thông tin nó không chắt lọc, nguồn thông tin nó không đảm bảo. Thế thì làm sao? Thế thì là các bác tự hại cái cây của các bác, dẫn đến tình trạng là nó yếu, nó lại càng yếu. Có nhiều anh chị hỏi là anh chăm như thế mà tại sao nó lại không như thế? Cái lúc mà em Duyên bảo dùng kích rễ đi, dùng siêu bật chồi đi thì không dùng. Đến lúc em chả bảo dùng thì lại dùng, đúng không? Thế thành ra là cái cây nó trái vụ thì làm sao mà nó hấp thụ được, đúng không ạ? Đó, thì mọi người đăng ký kênh Vườn Hoa Tam Đảo nha. Em sẽ luôn luôn update và chia sẻ những kiến thức thực tế mà em chăm ở vườn để cho các bác cùng sưu tầm. Đây, nói ngay như cái cây này, cây hồng phấn cung đình này. Này các bác nhìn nụ này, nụ này, mà lọc này, lọc nó sáng choang luôn. Bình thường là các bác toàn bị khô lọc thôi, làm sao mà được sáng này, lọc nó vẫn đi. Đương nhiên là sao ạ? Cái đợt hoa này nở thì nó sẽ đến cái đợt lọc này nó lên. Đợt hoa này nở, đợt lọc, đợt nụ này lại bắt đầu bung. Sau đó là cái đợt lọc này nó lên. Đương nhiên là nó kéo dài được cái tuổi thọ của hoa, chứ sẽ không có một cái cây hoa nào, mà đặc biệt là cái thằng phấn cung đình này này, hoa của nó kéo dài được 15 đến 20 ngày một bông nhá. Đó, thì nhiều lứa hoa của nó kéo dài luôn mà cây nó không bị yếu, sang năm nó vẫn nụ bình thường. Đó, bao nhiêu năm rồi em vẫn tồn tại. Đó, sẽ chúc các bác là sẽ sưu tầm được nhiều cây đẹp và chăm cây thật là tốt. À, nhà em thì có bán những cái loại phân thuốc này nha các bác nhá. Cảm ơn các bác ạ.